Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cung máy không bàn của hãng Ngọc Ký, xuất xứ tại Việt Nam nha các bạn, với mẫu sản phẩm là KT10. Thì như các bạn thấy thì cung máy thì trọng lượng cung máy này thì nặng khoảng 65kg nha các bạn. Sử dụng dòng điện 220V, với thiết kế thì khá là nhỏ gọn. Và cái bộ phận mình giới thiệu đầu tiên nhé các bạn là cái bộ phận công tắc nguồn đây nhé các bạn. Đây là vô công tắc nguồn on off. Và bộ phận motor máy là bên trên là cái dây bộ phận dây